nhằm giải quyết nguồn đăng kiểm viên thiếu hụt, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cho phép áp dụng mỗi đơn vị đăng kiểm bố trí một đăng kiểm viên bậc cao, mỗi dây chuyển kiểm định phải bố trí đăng kiểm viên có đủ năng lực thực hiện được đầy đủ các công đoạn kiểm tra thay cho quy định hiện hành, mỗi dây chuyển kiểm định phải có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất một đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Việc áp dụng quy định mới này sẽ sử dụng khai thác tối đa được năng lực của các đơn vị đăng kiểm. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết để phục vụ tốt nhất cái nhu cầu trong cái bối cảnh những nhất thiết thì phải như thế thôi. thì về tăng cường người, cái điều tiết là một số những cái trung tâm đăng kiểm nó có cái mật độ dày đặc đấy, và nhu cầu không lớn thì rút bớt người đi để, để tăng cường với những cái nơi cho mật độ lớn. và cái này đăng kiểm rất tích cực. thông bộ giao thông cũng đã có văn bản là đề nghị tỉnh là chỉ đạo các sở giao thông cũng phối hợp với cục đăng kiểm để triển khai những cái giải pháp đó, nó rõ. Công văn của Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị giảm thời gian thực tập đối với các học viên đã có kinh nghiệm làm việc thực tế và đáp ứng được đầy đủ năng lực chuyên môn cho hoạt động kiểm định. Theo đó, học viên đã có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô thì thời gian thực tập tối thiểu tương ứng lần lượt là 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Điều chỉnh còn 1 phần tư thời gian thực tập. Theo quy định hiện hành, học viên phải có tối thiểu 12 tháng thực tập, nghiệp vụ đăng kiểm viên mới được cấp chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới. Bộ giao thông vận tải kiến nghị không áp dụng quy định khống chế số lượng xe được cấp giấy chứng nhận kiểm định trong ngày tính trong 8 giờ làm việc như hiện nay một đăng kiểm viên kiểm tra một xe trên dây chuyền kiểm định thì số lượng xe không quá 20 xe. Nhiều đăng kiểm viên cùng kiểm tra một xe trên dây chuyển kiểm định thì số lượng xe không quá 20 lần số lượng đăng kiểm viên, không quá 90 xe đối với một dây chuyển kiểm định loại 1, không quá 70 xe đối với một dây chuyển kiểm định loại 2. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cho phép các đơn vị đăng kiểm đã bị tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ 1 tháng hoặc 3 tháng được hoạt động trở lại nếu đã đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất nhân lực. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, các đề xuất này với mục tiêu là hoạt động đăng kiểm trở lại bình thường và mang lại hiệu quả lao động tốt hơn giai đoạn bị ngưng trệ vừa qua.